Bây giờ thì Van Lớp đã quyết định chọn màu ai? Một màu đỏ. Một màu mang ý nghĩa may mắn đến từ lời khuyên động viên của khán giả. Chúng ta hãy quên cái bài Panzac đi và chúng ta hãy tập trung 100% vào trận đấu chung kết này. Và Seon Pan. Và cũng là hai hàng tuyển thôi. Cả hai bên đều có những cơ hội mà chúng ta không thể đùa được. Bằng Pan đột biến nó rất khủng khiếp. Nó không khác gì Seon những thời điểm ban đầu đâu. Quân của chúng ta vẫn là được người đánh giá là dễ đánh hơn. Nhưng chúng ta hãy đề phòng cái sự khủng khiếp khi mà bên đội bạn là người sở hữu Pan. Với một trận đấu mà Pan siêu bắc binh 930 kích, thậm chí 925 kích và lên xong lực hai nhà L vắt đều ăn hoang, người ta có thể làm ra những cái điều mà không tưởng được. Có thể giết bất cứ ai, kể cả là Seng. Và chúng ta không được phép chủ quan. Quân của chúng ta vẫn được đánh giá là cửa trên và dễ đánh hơn một chút so với Hỏa Pan. Trận đấu khá căng thẳng vì đây là trận đấu chung kết. Ai là người giành chiến thắng sẽ là người quyết định chiến thắng sẽ đấu thứ 3. Chúng ta hãy quên cái bài Panzac đi để cho Van Lớp tập trung 100% cho trận đấu này. Van Lớp chọn màu ai? Một cái màu mà may mắn. Một cái màu mà quý vị khán giả đã tư vấn cho Van Lớp từ những trận đấu trước cơ. Lực của em đã đủ để thi đấu rồi. Bằng tài nguyên của em đã đủ, không cần phải đi tìm cái gì nữa mà chỉ việc ăn uống và kích đời thôi. Chúng ta đang có một cái thế thuận, đó là chính là một bài thịt kho tàu. Đây là một cái bài mà chúng ta ép đời vẫn chuẩn mà lên xong lực gỗ chúng ta rất khỏe. Ngày xưa mình đã từng đánh cái bài Seng thịt kho tàu mà trong các giải đấu mà solo Seng mình đã tận dụng, và có cái giải đấu mà người ta ép đời được 1 triệu rồi mình có người đoạt giải trong cái giải đấu đó. 821 kích đời với 19 dân. Thực ra kỷ lục bình thường mình đánh Seng, mình đánh 19 dân ở nhà là 8 phút 10 là mình có thể kích được đời 3 với một bài thịt kho tàu. Đấy là cứ đánh theo kiểu mang tính chất thành tích là ép đời thôi. Còn không ai đi đánh kiểu 19 dân làm gì. Còn nhẹ nhàng ít thì cũng phải là 22 dân. Chúng ta lên xong rồi chúng ta vẫn có thể lực để chuyển phỏng được. Và Van Lớp đang đánh rất chuẩn. Mọi thứ đang chỉnh chu và điểm 10 cho em. Và nên nhớ rằng đây là trận đấu chung kết. Không được mắc một cái sai lầm nào cả. Đối thủ của chúng ta là BB chứ không phải là Thành Long. Không được phép chủ quan, sơ suất. Và có một bạn cầm pơ là 803 kích các bạn. Thực ra khi cầm pơ, kỷ lục của pơ nó là phút thứ mấy cơ? Phút thứ 6 cơ. Đấy là thi nhau ép đời một cái map sẵn như là phút thứ 5, phút thứ 6 đấy. Mình không nhớ như là phút thứ 6 có bao nhiêu ấy. Bi là người cầm Pan. Ôi thì chết, mình lại kéo trôi bảng quân đi. Đó là đâm ra quý vị khán giả là không nhìn được quân Bi. Không biết là cái bảng quân tự nhiên nó lại lạc trôi đi đâu. 852 à? Vâng, 852 thì cũng được đấy. Đấy, cứ mỗi lần cứ lăn cái chuột cái nó mất luôn cái bảng quân. Khó chịu thật. Lăn cái chuột để xem comment anh em chat với mình cái gì. Thì chúng ta có thể tương tác lại với nhau cho nó vui. Okay.
Có bạn nhắc tới vô thường, chuyên gia ăn giải ép đời. Cái đấy là chính xác, thông tin đấy là hoàn toàn chuẩn 100%. Sau một thời gian thì ăn may cái giải ép đời thì vô thường cũng đã là người vô địch hai giải liên tiếp thì phải. Thằng Gió của Ban Lớp đang nổ đúng cái địa chỉ hoàng của BB. Ở trận đấu trước thì BB là người chọc dân Pan, thì bây giờ thì Ban Lớp ăn miếng trả miếng. Không thấy Gió của B đâu cả. Tức là B đang dặn Gió, hay là Gió mới dặn ra thôi, chứ không phải là Gió chạy hành trình. Con Gió 30 giây về là áng chừng bài này. B khoảng độ rơi khoảng độ tầm 10-30 kích. Mắc của B là rơi tầm 10-30, trừ khi họ bị delay thịt, lên xong người ta phải chờ thịt kẻ con ngựa giò. Nếu mà bị delay thì người ta có thể lên sớm hơn tầm 15 giây. 10-15 là cái kim. Và chúng ta là người 8-5-2, vậy là chúng ta đã hơn độ tầm 1 phút rưỡi. 75 thịt của thằng dân. Ở trận đấu trước đi chọc Ban Lớp phải không? Bây giờ thì chém cho Bi hiểu luôn, và thi tí nữa thì bắn cho Bi hiểu. Bây giờ thì nổ xem cái địa chỉ bãi vàng của Pan ở đâu và gửi gắm luôn con khung giờ đầu tiên. Đang lạc đà và như con ngựa giò chúng ta vẫn đi quản lý dân ăn hoang được. Bài 1L1A sở trường khi mà xe đang sở hữu một bài lên đời đột biến, có thể hại khủng nhanh tiêu diệt gọn bất cứ ai. Bãi quả ăn hoang 6 giờ hay là 3 giờ đây, cần có những cái turn mà chúng ta check bản đồ chuẩn. Có cái gì đó vào nhà Ban Lớp, một con lạc đà thôi. Bi không có quá nhiều lực đâu, khi mà bãi quả ở lúc đầu của Bi đã bị kiểm soát. Cái con lạc đà này, cái hướng của nó thì đây hướng của nó thì mặc định là vị trí giữa bản đồ rồi. Đây mới là nhà của Bi 7 giờ. Rồi, ra ruộng chưa, bánh xe có phù. Đừng để Bi phù. Bi mà phù thì Bi có cơ hội, nhưng bây giờ thì Bi đang hết cơ hội rồi. Bi hết cơ hội rồi, phải quýt thôi. Và chúng ta đã giết được hai con phù. Lực của Bi không còn, Bi bắt buộc phải quýt, và tỷ số là 3-2 trong trận đấu thứ 3. Xin cảm ơn Bác Béo đã gửi tặng 500 sao động viên tinh thần của Ban Lớp, rất là tuyệt vời đến từ Bác Béo. Và vậy là pơ chính xác là 6 phút 21 theo kỷ lục Garena thời đấy làm even. Ba sẽ đấu. Và bây giờ thì tỷ số là 2-1 dành cho cái thủ Ban Lớp. Và anh em đã ưng ý chưa?